Hồng Sương Si biết tình trạng nhiệt ba đang báo động. Dương Dương Viện Mang Nhiên hợp tác. Thiên tỷ là ảnh đế. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các vlogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Dương Dương và Viên Mang Nhiên hợp tác. Trên mạng có tin đồn Dương Dương và Viên Mang Nhiên hợp tác trong bộ Tam Sinh Tam Thể, bộ Sinh Liên. Thật ra thì kịch bản vừa mới hoàn thành thôi. Tân Lệ và Tencent muốn cùng hợp tác sản xuất, nhưng hiện tại mọi thứ mới chỉ nằm trong đề xuất, chưa biết tới bao giờ quyết định chắc chắn. Dương Dương bây giờ đang quay Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi, vì dịch bệnh nên đoàn phim mới đi được 1/4 chặng đường, đợi đến mùa quýt chắc mới đóng máy. Giả sĩ Khải đầu tư vào bộ này nên Dương Dương không thể bảo dở giữa chừng được đâu. Còn Viên Mang Nhiên, cô ấy hiện tại đang đàm phán chấm dứt hợp đồng với Nặc Tâm, vì bên này không thể cho cô ấy những tài nguyên tốt và thậm chí còn hạn chế sự phát triển của cô ấy. Viên Mang Nhiên trước đây có hợp tác với Hoan Thụy và cô ấy cũng tính sau khi kết thúc với Nặc Tâm thì chuyển sang Hoan Thụy luôn. Bên cạnh đó, thành tích bộ phim cổ trang lên sóng gần đây của Viên Mang Nhiên khá ổn, đem đến nhiều lợi ích cho cô ấy. Trong thời gian này có không ít tài nguyên thương vụ chủ động tìm tới cửa. Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ là ảnh đế Bách Hoa. Về chuyện này thì không ai có thể nói chắc được, vì dịch bệnh nên số lượng phim được chiếu chắc rất ít, nên việc cạnh tranh ảnh đế Bách Hoa năm nay sẽ không khốc liệt như những năm trước. Hiện tại những người trong giới đang đoán ảnh đế Bách Hoa năm nay có lẽ sẽ chọn giữa Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhưng năm 2018 thì Ngô Kinh đã trở thành ảnh đế Bách Hoa với bộ Chiến Lang 2 rồi, nên năm nay khả năng thắng của Dịch Dương Thiên Tỷ cao hơn. Dù tài nguyên của Dịch Dương Thiên Tỷ rất tốt, nhưng anh ấy vẫn cần giải thưởng để nâng cao địa vị. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là như thế nào? Mặc dù fan tranh chấp trông chẳng ra sao, nhưng mối quan hệ giữa Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không bị ảnh hưởng. Họ cũng thân thiết với nhau từ lâu rồi. Còn về bộ Giữ Vượng Hành, nền tảng chính là kiểu không mời được Triệu Lệ Dĩnh thì không quay, mà Lâm Canh Tân phải tự tìm đến nền tảng để đàm phán bộ này. Khi bộ Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám lên sóng, thấy trạng thái bất ổn của Lâm Canh Tân nên tư bản e ngại muốn đổi nam chính luôn. Nhưng nhờ có Triệu Lệ Dĩnh nên Lâm Canh Tân mới được giữ lại. Đường Yên không quan tâm sự nghiệp nữa. Đường Yên đã lâu rồi không xuất hiện, mặc dù cô ấy không thiếu phim để đàm phán, nhưng giờ cô ấy lại chẳng làm được gì cả, chỉ vì đang cách ly. Tuy nhiên Đường Yên cũng không quá lo lắng và vội vàng, dù sao thì cô ấy cũng không thiếu tiền, tình cảm với chồng lại rất tốt, nên cứ ở nhà chăm con, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong một số show. Đường Yên hiểu rất rõ bản thân mình hiện tại, cứ cho là đi đóng phim thì sẽ bị chê bai thôi. Đối với cô ấy thì bí quyết có thể giữ hôn nhân hạnh phúc chính là không quan tâm tới sự nghiệp nữa. Tình trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba đáng báo động. Tình trạng cận thị và loạn thị của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại rất nghiêm trọng, đôi khi cô ấy phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.